Sorry, I'm out of space, how can I spend it? Anh ước có tờ giấy để có thể viết được bao điều. Vùng đắp từ trong khu, vô lớp như công phu. Chỗ ngồi phải đầy đủ để cậu watch how we move. Mình đâu có mang về xem sai đâu. Bạn tưởng là mình sẽ nhạc file sao? Từng câu là cần câu, từng flow là cần cẩu. Con mắt kinh vàng hoa đâu. Hấp sau mạng xăm bấu, mình chỉ như đang vô. Anh xăm cả lần sâu nè. Anh bong mặt suy nghĩ, con gọc ít trên vai. Anh muốn đi đi sâu nè. We walking all day, twin six five. Tụi anh làm đúng chuyện, make things right. Tốt gỗ hoặc là tốt nước sơn, anh làm được cả hai team tay phải. We walking all day, twin six five. Xứng đáng được thưởng thêm cái lắc tay. Tốt gỗ hoặc là tốt nước sơn, anh làm được cả hai team tay phải. Xưa là tốt coi nước sơn, tốt coi nước sơn. Ai không ý kiến bất cứ ai, không ý kiến bất cứ ai. Xưa là bên trong hay bên ngoài, xưa là bên trong hay bên ngoài. We be alright, we be alright. Đừng về nhà đôi khi sẽ sầu câu. Anh chưa biết họ làm gì đây. Anh giờ làm mọi ngày phấn đấu. Công việc ngày hôm sau làm gì đây. Vậy thì tốt cô là tốt nước sơn. Anh sẽ kiếm cả hai thứ tốt hơn. Thanh tẩy năng lượng xấu ra khỏi người em. Có tên gọi anh là Santo Palo. Là một số việc mà người khác không dám. Vì anh muốn tập cho gan to ra cơ. Vài người không có tự anh có đâm rào nhăn nhó. Họ phải gato gato. Hợp đồng đi từ ra vô. Đi cà phê nói chuyện là alo alo. Sẽ có những ngày chốt lãi. Rồi cũng đã từng có những ngày chốt lỗ. Cái bầu sơn này không phải tốt mãi nên con phải luyện tập gỗ một tốt gỗ. Tránh xa cái rắc rối nên cái cách Big Ripper của anh băng qua cái góc phố. Anh là chú nhóc ngố trong một tắt đó chỉ bố mẹ gửi thì không bao giờ được khóc đâu. Nếu mà muốn thì let's go man, còn nếu mà vẫn sợ thì never bend. Cả đời mình như là Beethoven, mặc kệ hater cứ hét to lên. Có được bữa tiệc mà bọn anh phải đứng đâu ai được ngồi vì không thằng nào được mời. Nhưng anh chẳng chứng của anh bước vào đời để rồi quay trở về mà nó có làm được rồi. Lấy túi money, anh yốc, mong một có trăm tỷ. Lonely Stony, trong anh ở nhà mì. Tôn tính funny, fun, tôn buộc chăm chỉ. Đã từng giọng mà ngọt hơn cả honey. Mà nghe anh rap đôi khi em phải năn nỉ, ok. Mình muốn mọi thứ phải được chắc chắn. Kim này có mấy in. Mình không phải top boy như là da đã bắt nắng. Da trắng sắp hết được trending. Mấy tay ba lô muốn luôn cao hơn. Thì mới thật thông minh. Chứ con ráo đẹp trai thì quá formal. Sang là hit slam đơn mấy bạn ô nồng. Không lái bất kỳ con thuyền nào hết. Nhưng mà lòng này hướng về âm nhạc đi đứng. Phong cách tay phân hóa chuyện chơi mắt đèn làm anh điêu đứng. Người thầy tốn bao nhiêu phấn. Cái tên dòng ở trên bảng không sao giỏi thêm phấn. Vì để biết được câu trả lời của bạn đáp án cần làm ra sao. Quá cầu rút ván chỉ là bài tan. Bắt tay làm bạn rồi để bạc nhau. Đây là tinh thần người Việt giữa mảnh đất nào cũng sẽ kề vai nhau. Nhờ tiếp lịch thiệp nó nụ cười nữa mấy ảnh làm kiểu vì từ qua bao hiệp. Cùng nâng đi lên more là more sips. Sự tốt cô hay nữ sơ. Sự tốt cô hay nữ sơ. Anh không ý kiến bất cứ ai. Anh không ý kiến bất cứ ai. Sự là bên trong hay bên ngoài. Sự là bên trong hay bên ngoài. We be alright. We be alright. Đừng về nhà đâu khi sẽ sổ câu. Hãy chỉ vì họ làm gì đây. Sẽ sợ là mỗi ngày phấn đấu. Còn lắm ngày hôm sau làm gì đây. Vậy thì tốt cô hay là tốt nữ sơ. What? Anh sẽ kiếm cả hai thứ tốt hơn. Cause we good. Yes, 420 entertainment, you know say. Under the hood, that's how we do. The money yes, team. Pepsi vị chanh mới, sảng khoái tột đỉnh, bùng hết chất mình. Lấy giòn bùng vị, rap hay bùng nổ. 20 giờ xem gì trên V Channel. Thứ hai, 3, 4 đón xem Hoa Vương. Thứ sáu, đừng bỏ lỡ Người ấy là ai mùa 5. Thứ bảy, chạy cùng Rap Việt mùa 3. Đặt lịch xem ngay lúc 20 giờ. Xem sớm nhất trên ứng dụng Vion.